Du lịch kỳ thú đã quay trở lại để khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút, những nét văn hóa thú vị và đặc sắc, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thân thiện và hiếu khách, lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú với Winner và Việt Thi để khám phá tỉnh Akita xinh đẹp và đầy lòng mến khách này. Tỉnh Akita thuộc vùng Tohoku, nằm ở phía bắc Nhật Bản. Akita có diện tích đứng thứ 6 Nhật Bản với 979.765 dân sinh sống. Akita có nhiều cảnh quan đẹp, các lễ hội văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Ngoài ra Akita còn nổi tiếng về loài chó Akita. Hãy cùng du lịch kỳ thú khám phá và trải nghiệm Akita. Nước ở đây cực kỳ trong. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân thưởng thức cảnh đẹp xong rồi thì bắt đầu vào nhiệm vụ thôi nào, Việt Thi, Winner ơi. Ok, và sau một ngày rong chơi quá mệt mỏi, cũng đã tới lúc thực hiện nhiệm vụ khó nhằn. Đó chính là bây giờ Việt Thi và anh Winner phải đi kiếm nhà của các người dân địa phương ở Nhật Bản để có thể ngủ nhờ lại đêm nay. Đi thôi. Đang lo sợ cũng chết. Mình sẽ băng qua một cánh đồng. Đây là cỏ. Đây là bộ công an. Ui, bộ công an này, ui đẹp quá. Ở đây nhiều nhà quá, không biết nằm mà toàn là nhìn thấy toàn kiểu xe bự á, cho nên ôi sao mình lại phải đi đường vòng như thế này nữa. Hey. ôi nhiệm vụ xem ra không dễ một chút nào đâu nha. Anh có nhớ lần đầu tiên tụi mình ở đây cũng có cái kẹp này không? Người ta phơi đồ á. Đóng cửa rồi, bây giờ mình xong vào nhà người ta thì rất là thất lễ. Cho nên thôi. Bỏ đi. Nhưng mà lỡ người ta đón tiếp mình sao anh? Ê, mình đi ra ngoài đi. Mình đi ra ngoài mấy cái chỗ mà kiểu như là có vẻ sáng sủa hơn ấy. Ta đang đi là một con dốc. Và từ xa xa anh đã tìm thấy một bác gái. Nhưng mà anh nghĩ đi, mình phải xin phép như thế nào bây giờ? Mình phải nói như thế nào để cho bác cho mình ở chứ? Bây giờ chúng ta sẽ thuyết phục. Hey, konnichiwa. Dạ con tên là Việt Thi và đây là anh Winnow. Konnichiwa. Thì hiện tại tụi con đang quay một cái chương trình là du lịch kỳ thú. Và tụi con đang có một cái thử thách là tụi con phải xin nhờ ở nhà người dân địa phương ở đây. Nhưng mà hiện tại nãy giờ con đi tìm thì thấy nhà nào cũng đóng chửa cửa hết, cho nên con chỉ thấy bác thôi. Không biết là bác có thể đồng ý cho tụi con ở nhờ được không? Chỉ một đêm thôi ạ, một đêm thôi ạ. Hai, một đêm ですね. Hai, dạ, dạ, một đêm. Hai, dạ. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bác thì đã đồng ý rồi, bác. Trời. Em không tin được là ở đây là có người có thể đồng ý cho mình ở nhờ. Hey, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Trời ơi. Hey. Nhiệm vụ khá thuận lợi. Nhờ. Koko desu. Ui. Oh. À, trời ơi, dễ thương. Kawaii. Kawaii. Hey, hey, konnichiwa. Hey, konnichiwa. Oh. Hey, đây là gì vậy ạ? Oh, date no. Mascot Hachi-kun desu. Akita inu no. Đây là chó Akita. Chó Akita. So. Hachi-kun. Hachi-kun. Konnichiwa Hachi-kun. Dạ. Hey. Konnichiwa. Konnichiwa.
Wow! Hinaichi. Hinaichi, là... thịt gà đứng thứ ba ngon nhất, đứng thứ ba Nhật Bản. Đúng rồi. Mình đã tìm đúng nhà rồi. Hai arigato gozaimashita. Kawaii. Trời ơi, được tiếp đón nồng nhiệt quá. Wow. Đây dường như cũng là một căn nhà kiểu cổ ngày xưa. Tôi yasun de. Thật sự là sáng giờ mình đi thì cũng kiểu ra rất là mệt rồi. Dạ. Bọn con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam ạ. Dạ. Việt Nam. Hay Việt Nam. Kotoba wa watashi mo amari wakarimasen keredomo, yūshoku wa minasan ni issho ni tsukutte moratte anoshiku tabemashou. Yeah, vậy là mình còn có cơ hội được nấu ăn bữa tối cùng bác nữa. Yeah. Thật sự là cảm ơn bác. Hey. Arigatou. ここはあの秋田県大館市ですので郷土料理って言いますときりたんぽ鍋をあのご馳走させていただきたいと思いますので一緒にたんぽ作りから始めましょう。どうぞ。早速作りましょう。はい、頑張ってください。ああ、はい、はい、友達のいっちゃんですよ。一緒に今日たんぽ作りますので頑張ってくださいよ。滑るのでね。はい。はい。すりこぎと言います。こういうふうにして、こう潰します。ザラザラに、こう、逆らうような気持ちで。ここ一番力のいるところですから、頑張ってやってください。はい。はい。ありがとうございます。お、上手ですよ。そうそうそうそう。イエーイ。Lâu lâu cũng làm được việc phát chứ nhờ. Trời ơi, lúc nào trở lại làm việc. Đàn đàn nè, nè bà riêng đến từ nô đề. Thái hẹn nạt tế kì mắt yó. Ô sai tê rú kata mô bí xít tô sai tê kudasai nè. Hay. Ui, cái này làm cực phát nhờ. Ừ, kiểu nó cứ dính dính với nhau ấy. Ừ, thì nó lại dính vào nhau. Ui, nó bắt đầu kết kết vào nhau rồi. Trời ơi, anh nhìn cả đúng chuyên nghiệp luôn. Chết rồi. Cảm ơn anh. 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 Em giữ mà em cũng phải múa. Em hơi hố nha, em hơi hố. Thôi em muốn múa anh. Em muốn múa lắm. Ôi, ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao đóng dở? Sao đóng dở? Nè. Ủa, được chưa nó? Ai, cô cô đơn sama. So suru to, onigiri o tsukurimasu. De, kore 100 gram desu. À, gomenasai. À, arigatou gozaimasu. Yasashii desu ne. Ồ, wow. Đúng 100 gram luôn. Bác ơi, thường thường á là bác làm ở đây là ngày nào bác cũng làm món này hay là có dịp nào mình mới làm mình ăn hả? Đặc biệt omotenashi no ryōri natte masu. Bác cho con hỏi là cái món này nó xuất phát từ vùng quê này hay là ở Nhật Bản luôn ạ? Desu ne, kono chiiki wa yappari yamazoi, chūsankan chiiki desu node, seikatsu no naka kara umareitan desu. Mukashi kara, mukashi ne, 山に入っていくときにおにぎりを持って山仕事に行ったんだけども、お昼食べるときに冷たくて木の枝をにこう刺して焼いて山鳥とかのウサギとかの鍋に入れたことが始まりだと言われてます。秋田の名物きりたんぽ鍋ってあるんですけども、これはたんぽです。抜いて切って鍋に入れるからきりたんぽ鍋。きりたんぽ、きりたんぽ。今これ焼いて味噌をつけて食べますよ、このまま。それは味噌つけタンポと言います。Lúc mà con đến đây thì con chỉ thấy một mình bác, không biết là bác có ở nhà mình bác trai đi đâu rồi ạ? うちのお父さんは今畑で、まあ収穫時期で出荷してます。梨とかリンゴの出荷してますので、とても忙しいので、ご飯には間に合わせてくると思います。Bác cho con hỏi là trong nhà của bác là còn những ai ngoài bác và bác trai nữa hả bác? 家族は本当は8人なんですけども、2人学校に行ったりしてます。
私とおじいちゃんと、息子夫婦と孫が4人います。はい、来て。わー、はい、階段気をつけて。じゃあここへ置いてください。はい、これは大館にしかない田んぼ焼き器です。Do là cái hơi nóng ở trong cái lò này sẽ hấp ra ngoài để cho mình uống nó lên. Hay quá ta. Đây, mau vào đi mất rồi. Cái món này là mình sẽ nướng trong bao nhiêu lâu thì nó sẽ ra thành quả bác? これは1本焼くに20分ぐらいかかります。で、こちらの方がこう焼けてきたら時々返してあげてくださいね。Bác cho con hỏi là tại sao nhà bác kiểu như là có những cái gọi là cái góc nó rất là kiểu rất là đẹp luôn ấy, và trong nhà con nhìn lên cái trần nhà ấy, có cái trần nhà nhìn rất là nhìn kiểu châu Âu ấy. Ai thiết kế cái căn nhà vậy hả bác? ここはですね、歴史をこう調べるうちのおじさんが建てたうちなんですけども、お茶とか趣味にお茶とかお花を生けるそういう趣味があったので、この生け花をこうやったりお茶会をやったりできるようになってます。わあ、焼けてきましたね。味噌持ってきましたよ。これはね、甘味噌で、タンポに塗る味噌ですよ。cái sốt này là bác tự làm hay là bác mua ở ngoài à? そうですよ。何日もこう練り上げて美味しい味噌を作るんですよ。はい、どうぞ。Thơm lắm。暑いので気をつけてね。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。あ。おいしい。おいしい。Cơm thì rất là dẻo, cái phần ngoài là nướng rồi cho nên nó rất là giòn, không mà có sốt miso này nó mặn mặn nó phết lên nữa. Trời ơi, ôi xì. Ở Đà Tề thì ôi xì có to mè ga thì kêu gần đấy. So, mọi người sang ôi xì ôi xì thì chữ kia mè thì có tên mè 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 hay mè mè như kiểu ở Việt Nam mè rất mè rất mè. Còn tiếng Nhật thì sao? はい、ご苦労さんでした。Dạ, con chào bác ạ. Dạ, thì đây chính là bác trai. Đây là bác trai ở nhà và bác vừa mới đi làm về. Thì mong là tối ngày hôm nay mình cùng dùng bữa với nhau. Con mong là con có thể chia sẻ những câu chuyện của bác trai và bác gái cùng với tụi con ạ. Sao sức に立ってますので、たんぽ、きりたんぽ鍋を作ります。最初に比内地鶏の肉を入れます。じゃあ次に煮立ったらこのごぼうと舞茸を入れます。Cái món lẩu ngày hôm nay mình ăn thì nó sẽ có gồm những nguyên liệu gì ạ bà? Để 入れるのは比内地鶏のガラでスープ取って今比内地鶏の肉ですね。ごぼうと舞茸とネギとセリ、これ以上入れてはダメです。これはタンポです。はい。ちぎったので切りタンポ。Trông nhìn nó rõ hấp dẫn nhá men. Đấy, anh là chú dây mà. Chà, thăm phô tìm mắt tay yó. Thăm phô xa kì nì. Mù lì mà sớm xế nì cư. Hồ. Thăm phô. Thăm phô. Sử lý ôi đi mà. Đây. Tô dô.Mọi người hãy nhìn đi, vừa có kirin tambo, vừa có nấm, có ngò và còn có cả cái nước lẩu cực kỳ hấp dẫn này nữa. Trời, nhìn hồi đúng ăn rồi. Nghĩa là mình sẽ mời bác trai trước đi. Hãy
Vậy để em sẽ múc cho bác gái. Em sẽ làm một cách thật là cẩn thận. どうぞ。ありがとうございます。いや、せっかくのことで会いましたので、リンゴジュースで乾杯しましょう。お父さんの作ったリンゴジュースです。乾杯。乾杯。あ、美味しい。はい、美味しい。めー。めー。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。乾杯。 Việt Thi và Winner đã được gia đình của bác Kachito Shi Ishigaki và bác gái Kazuko Ishigaki đồng ý cho ở trọ lại qua đêm. Hai bác đã cưới nhau được 46 năm với công việc chủ yếu là làm nông và chăm sóc ruộng vườn. Hiện tại gia đình của hai bác gồm có bác trai, bác gái, vợ chồng con trai bác, 4 người cháu và có 2 người con đang đi học ở nơi khác. Cả hai đã có bữa ăn thật vui vẻ và ấm cúng cùng hai bác bên nồi lẩu Kirin Tampu đặc trưng ở nơi đây.